Lực ơi, em gái là em 10 năm trước là anh ngồi ghế em là anh bấm rồi ạ. Em tên là Hoàng Văn Lực ạ. Năm nay em 25 tuổi ạ. Quê em ở đâu? Em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa? Dạ. Em công tác ở đơn vị quân khí trực thuộc Cục Quân khí Tổng cục Kỹ thuật, huyện Mang Giang, Gia Lai. Cụ thể công việc em làm là làm gì? Dạ, công việc cụ thể của em thì là sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị thuật để phục vụ sẵn sàng chiến đấu trong quân đội. À, rồi mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào chị Cát Tường, chào bạn Nam bên cạnh và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Vi, năm nay em 23 tuổi ạ. Em sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk và hiện tại em đang làm dược sĩ tại phòng khám đa khoa Tâm Bình An ở Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Vậy là cũng thuận lợi đó. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là một người vui vẻ và hòa đồng ạ. Em biết nấu ăn và biết làm việc nhà. Ngoài ra thì em cũng rất thích ca hát nữa. Thôi giờ hát một đoạn cho nó có không khí chút xíu đi. Em xin gửi tới mọi người một đoạn của bài hát Chờ Người ạ. Rồi. Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành non lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha. Lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa, mà năm tháng đã dần qua. Em xin hết. Trời ơi. Bạn trai cảm nhận giọng hát của bạn gái như thế nào? Bạn ấy hát quá hay ạ. Quá hay. Quá hả? Hay. Em hát đi, hát đáp lại đi. Kệ nó. Hồi nãy cái anh Huy đầu tiên hát hay lắm á. Vậy em hát bài Vì Nhân Dân Quên Mình ạ. Trời ơi. Được luôn. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Thôi rồi. Được rồi. Bây giờ giới thiệu điểm yếu em gái. Còn nhược điểm của em là một người khá thẳng tính. Mọi người cũng nhận xét em là hơi khó tính đó. Nhưng mà em không thấy em khó tính. Mình đâu giờ mình thấy mình khó tính đâu. Rồi, còn bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em là cái gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, làm việc rất là gọn gàng, sạch sẽ và rất là tỉ mỉ trong mọi công việc. Ừ. Về điểm yếu của em thì em sống quá tình cảm, sống thiên về tình cảm là nhiều. Rồi chị hỏi em gái một câu, mới 23 tuổi thôi, xinh đẹp như vậy, nhưng mà tại sao lại cần nhờ tới chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Tại sao lại ế? Từ xưa đến giờ thì em cũng chưa có người yêu ạ. Trong chỗ em làm mà không có đối tượng nào sao? Dạ cũng có, nhưng mà môi trường em làm thì các anh nam rất là ít, hoa đã có chủ rất là nhiều rồi. Có khi nào em nghĩ em sẽ yêu một anh chàng trong quân đội không? Dạ chưa bao giờ. Em thích không? Thích quân đội không? Dạ thật ra môi trường làm việc của em thì hàng ngày đều tiếp xúc với những bác sĩ quân y. À. Dạ nên từ lâu ở trong em nó đã có một tình yêu rất là to lớn đối với những bác sĩ quân y và những người lính. À dạ. Vậy là cũng là một cái bén duyên cho mình rồi ha. Dạ. Em trai nghe nói chưa có mối tình nào ngồi cười chúm chím hoài nè. Bên kia làm sao? Tình trường như thế nào? Dạ em đã trải qua một mối tình nhưng mà cách đây rất là lâu rồi ạ. À, bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai mình như thế nào? Em muốn một người bạn trai phải cao trên 1m65. Bên kia cao nhiêu? Em 1m68. Rồi dư 3 phần. Em được. Muốn bạn trai phải gọn gàng sạch sẽ. Thôi, bộ đội gọn quá gọn, sạch luôn. Dạ. Bạn trai sống phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình mình. Bộ đội là yên tâm với vấn đề đó, còn gì khó hơn không? Em muốn bạn trai phải dễ thương một xí ạ. Dễ thương có dạ. À nha. Dễ thương là có sao? Có nụ cười chúm chím à, dễ thương lắm có á. Có cái mẫu người lý tưởng gì không? Mỗi người lý tưởng thì em không có, nhưng mà mắt mũi miệng em muốn thì sao? Em muốn cái ấn tượng đầu tiên của em nhìn đó chị, phải gây cái ấn tượng cho em, phải làm cho em rung động. Kéo màn lên, cố gắng làm gì của em rung động nha. Khó quá, cái chung chung không biết thì sao để chị chỉ bên kia làm sao cho em rung động. Nhìn phải duyên, phải dễ thương. Cái duyên này nó hơi khó ha. Không có nha, bên đây có duyên à. Vậy hả? Tôi nhìn tôi thấy cho tôi còn khoái đừng nói chi cổ. Cười có duyên lắm, cười có em trai cười coi mọi dưới cười không? Đó. Thấy chưa? Chị bên kia muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm người bạn gái chỉ cần yêu chân thật và biết đối nhân xử thế là được. Chứ em không quan trọng lắm về ngoại hình, dễ nhìn là được. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Cằn nhằn nhiều, không gọn gàng. Nhưng mà bạn gái bên kia rất là gọn gàng. Đúng rồi, tại vì thích bạn trai mình gọn gàng, đương nhiên mình phải gọn gàng, đúng không? Dạ, thôi thế thôi ạ. Thế thôi. Dạ. Để em, nếu mà yêu nhau bữa nay bấm nút hẹn hò mà được á thì em muốn khi nào mình mới tiến tới hôn nhân được? Khoảng 1 đến 2 năm nữa. Rồi bây giờ yêu xa thì em mong muốn là bao lâu thì ảnh phải gặp em hay thăm em hay như thế nào? Nói chung thì em cũng không cần là phải gặp nhau mỗi ngày. Nói chung là ảnh biết quan tâm và thương em thật lòng là em đồng ý rồi. Cười em cười. Sao chị? Duyên. Trời ơi, cười có duyên tôi biết mà. Sao hơi ốm vậy? Em ăn mãi mà không lớn đâu. Mà có khỏe không?
Quân đội khỏe. Hỏi khỏe không? Tại ông hồi nãy ông cũng quân đội mà ông không có chơi thể thao kìa. Nhưng mà ta vẫn khỏe. Không, nhiều khi ông ngồi trong trong phòng sửa máy móc không riết rồi. Quân đội là có rèn luyện thân thể, khỏe yên tâm đi. Không rèn là lúc mới vô quân đội, giờ vô lâu rồi ngồi trong phòng sửa không yếu. Vác cây súng không nổi cũng không có sửa được đâu. Cái này vác súng nổi không mà sửa. Nổi chứ chị, vác người cũng nổi ạ. À, gồng lên cái chị coi coi. Ờ, có trời chuột, ơi, chuột, có chuột rồi ha. Con chuột nó nói ba lớn vậy luôn rồi nè. Giờ hẳn mặt tôi cái coi, mặt tôi không dám nhìn sao, dám nhìn mặt cô kia. Trẻ mà, nó thấy mắc cỡ chứ. Xấu hổ. Ủa trời, đi lên đây tìm bạn gái mà, có gì đâu xấu hổ. Cái vợ về ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Chỗ em... nào thích hợp thì lập nghiệp. Ngon lành vậy đó hả? Dạ vâng. Duyên, ông này duyên nhìn nè. Nhìn con người ta hoài, tôi mắc cỡ. Không phải vậy đó, phải tôi luyện. Trời... rồi, bao lâu đám cưới? Cổ nó muốn 2 năm đó, được không? 1 năm đến 2 năm. Tầm đấy cũng được ạ. Là mình là tính lập nghiệp trong này cũng được chứ không cần phải về Thanh Hóa. Dạ vâng. À, em có kinh doanh gì thêm không? Dạ không, em không kinh doanh ở ngoài. Sau này có định phát triển kinh tế như thế nào không? Thì nếu mà có điều kiện thì phải phát triển kinh tế chị. Về cái gì? Có định hướng gì chưa? Anh kia thành có cam hậu thuẫn dạ, chưa? Hồi mai mới hỏi căng quá. Trời ơi, phải hỏi chứ. Làm nhỏ sợ rồi ha. Hơi ốm một chút xíu, dạ. Chưa có người nuôi. Chàng gái ốm nhưng có duyên. Dạ. Đúng như em nói, nhìn gương mặt này là thấy cảm tình liền. Dạ. Có khi nào em nghĩ rằng em sẽ yêu một người gọi là ở xa thiệt xa không? Dạ chưa. Nó thú vị lắm. Dạ. Yêu một người ở xa, nó có cảnh chờ đợi, dạ. Cảnh mong chờ, rồi cảnh khát khao, những khát vọng, những cái nhớ nhung đó, nó hay lắm em. Dạ. Thử lần đi. Dạ. Thế lâu lâu cái được gặp nhau có nó đã, đã yêu lắm. Dạ. Chưa yêu lần nào nên chưa biết đâu. Có khi nào anh xem phim tưởng tượng một cặp trai gái đang hôn nhau chưa? Dạ chưa ạ. Có khi nào mình nghĩ mình sẽ hôn một chàng trai nào đó chưa? Dạ chưa ạ. Chưa luôn hả? Dạ chưa ạ. Em thích con trai hay thích con gái? Em thích con trai ạ. Ừ, phải hỏi kỹ. Nhưng mà cô gái rất là xinh nha. Dạ. Em xinh lắm rồi. Luôn á. Cảm ơn ạ. Rồi, thôi được rồi. Bây giờ hỏi ý kiến người thân đi, hôm nay dạ. Em đi với ai? Dạ, em đi với anh chị và đồng nghiệp của em. Chào Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là chị họ của Vi. Nhận xét về bạn trai thì hơi gầy, tầm cỡ 5kg nữa được. Cho hỏi là mình có tính lập nghiệp ở Gia Lai luôn không? Ở đâu mà phù hợp và thích hợp với em thì em sẽ ở đấy. Chứ không nhất thiết phải về quê. Có ai có ý kiến gì nữa không? Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em đang công tác tại phòng khám đa khoa Tâm Bình An. Em là bác sĩ. Em nhận xét Vi là một người rất là thẳng tính. Còn đối với bạn trai thì em thấy bạn này thì rất là vui tính, thấy cũng dễ gần. Còn cơ hội mà để cho hai bạn mà tìm hiểu nhau, đó là tùy thuộc vào hai bạn. Hôm nay nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với đội trưởng và anh họ của em. Xin chào toàn thể các quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Về nhận xét này em gái trước. Lực ơi, em gái là em 10 năm trước là anh ngồi ghế em là anh bấm rồi á. Còn về nhận xét bên phía đồng chí Lực. Đồng chí Lực là một cá nhân rất xuất sắc trong đội. Em tính em thích một người con trai là gọn gàng, sạch sẽ đúng không? Đồng chí Lực là ok, không vấn đề gì. Hy vọng là trong qua chương trình này thì hai em cho nhau một cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau có hết. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cho anh trai, anh họ. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Đánh giá về Lực, Lực là một người rất hiền, chịu khó. Nhưng mà nhát gan lắm. Nhát gan hay nhát gái? Nhát gái, nhát gan kỳ lắm à. Vâng, đánh giá về bạn gái bên đây là ok, tùy duyên hai người. Dạ, xin hết. Rồi, cảm ơn, rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ là tới phiên hai bạn nha. Chúng ta sẽ có ít phút để trao đổi với nhau. Cố gắng nha, tìm hiểu nhau nha. Kéo màn. Tặng em. Dạ, cảm ơn ạ. Cười tươi lắm á, duyên lắm á, có má lúng đồng tiền kìa. Hai người cười nhau suốt luôn đi. Ai cười cũng xinh, ai cười cũng duyên hết trơn á. Lần đầu tiên nhìn thấy anh thì em cảm giác như thế nào? Là một người dễ gần ạ, và có lẽ là hiền. Dạ. Còn gì không? Dạ, mới thì chắc chỉ vậy thôi ạ. Dạ. Còn em thấy bạn gái thế nào? Bạn gái rất là xinh ạ. Và cũng vui tính. Nụ cười thế nào? Duyên ạ. Ánh mắt thế nào? Ôi. Giống như tưởng tượng khi mà em đang nói chuyện qua bức màn hay không? Khi mà nghe giọng nói của em bên kia thì em đã
biết là bạn ấy nhìn rất là hiền rồi. Hiền thật, nhìn cũng hiền, rất là hiền. Giả sử mà sau này chúng ta yêu nhau ấy, dạ. Có thể em nghỉ em về Đắk Lắk, nhà Đắk Lắk. Anh nghỉ nhưng mà anh có việc ở trong đơn vị, anh không ra ngoài được. Dạ. Thế em về em có lên thăm anh không? Cái này thì hơi khó, cái này thì anh phải xuống thăm em. Dạ. Chứ tại vì thời gian em về gia đình 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng em mới về được một lần. Và thời gian em về chỉ được 2-3 ngày thôi, vậy nên em muốn dành thời gian gia đình nhiều hơn. Thì nếu anh quan tâm em thì anh phải xuống thăm em. Dạ. Nếu mà yêu nhau thì anh sẽ tận dụng thời gian để xuống thăm em một cách nhiều nhất. Em thích hát và hay hát, hát hay như thế mà anh không biết hát thì em có thấy, em thấy như thế nào? Theo em thì cứ lưu ý được bù trừ thôi anh ạ. Nếu mà em hát hay thì em nghĩ sau này người chồng em chắc cũng hát không hay đâu. Dạ. Nhưng mà em hát không hay vậy nên em hát hay là bằng nhau rồi. Dạ. Anh muốn hai đứa cho nhau cơ hội. Dạ. Để có thể tiếp tục tiến xa hơn. Dạ. Cho cơ hội thì em phải chinh phục cô ấy. Phải làm sao? Sao cô ấy tin là cô ấy sẽ bấm nút chứ? Thật ra thì khi nhìn thấy em thì anh rất là bối rối. Dạ. Không biết nói gì, run. Anh quân nhân thì đương nhiên là anh rất trách nhiệm nên em yên tâm, có thể yên tâm về nhiều thứ. Đó, ít nhất phải nói được vậy. Anh mong em có thể tin tưởng anh. Yeah. Xin hết ạ. Xin hết. Giống báo cáo quá. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với người thân, ông bà, cha mẹ của gia đình mình. Chúng ta không thể dối lòng được, không thể bấm nút vì bất cứ điều gì. Tôi luôn luôn nhắc lại điều đó. Con tim mình rung động, thật sự mình muốn tiến tới, mình hẳn bấm nút. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Nút đã bấm. Chúc mừng hai bạn. Nào, nắm tay nhau. Chúng tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại là trái tim rung động hãy bấm nút. Như vậy là hai trái tim này đã có rung động với nhau. Lo cho mấy chàng trai này, sao mấy chàng trai rụt rè quá vậy không biết. Em hên là em chốt được cái câu cuối, anh là quân đội, anh đã có trách nhiệm. Chúc các bạn hạnh phúc. Đây là những chiếc vé xem phim của Cùm Rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đưa cô ấy xem phim đi để hiểu nhau nhiều hơn nha. Sao em gái? Dạ. Em gái dễ thương quá. Cảm ơn. Rồi, chúc mừng hai em. Hôm nay đầu tiên em xin gửi lời đến chào anh Tuyền Ninh, chị Cát Tường. Em tên là Đặng Quang Huy. Em sinh năm 1994, đang công tác tại tỉnh Gia Lai. Gia đình ở thị trấn Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Quê gốc ở Trương Mỹ, thành phố Hà Nội. Em có thể nói cụ thể cái việc của em trong quân đội đang làm gì? Công việc cụ thể của em là sửa chữa, bảo quản vũ khí khí tài. Chuyên ngành chính của em là bên phòng không, vũ khí bắn máy bay. Ghê vậy? Hết ạ. Hơi căng thẳng xíu, thoải mái thế nào? Sao chiến sĩ gì bên đó rụt rè quá vậy? Ừ. Rồi, em gái mình giới thiệu, mình phải trấn áp bên kia luôn em. Em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Dạ, xin chào toàn bộ quý vị khán giả. Tên em là Lê Thị Hạnh ạ. Em năm nay 26 tuổi ạ. Hiện tại là sinh sống và công tác tại Hồ Chí Minh ạ. Quê em ở Hưng Yên ạ. Hiện tại thì em đang làm quản lý cửa hàng thời trang của shop của chuỗi cửa hàng thể thao Thế Giới Đồ Tập ạ. À, làm thời trang ha, hèn chi, nhìn đẹp quá. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em nghĩ là em là một người biết lắng nghe và biết chia sẻ. Em khá là dễ tính, em thích sự đơn giản nên là không thích cái gì phức tạp lắm. Còn điểm yếu của em thì là em nói hơi nhanh và em thấp nữa. Rồi, mời bạn trai. Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Em rất là dễ tính, phóng khoáng, rất là tâm lý, chu đáo việc trong gia đình cũng như việc của đơn vị. Có thể nói là người đàn ông của gia đình. Quá dữ. Điểm yếu là gì? Em không thích chơi thể thao. Trong quân đội phải chơi thể thao chứ. Những thời gian đấy em dành cho việc khác. Em chơi gì? Dạ, em thì em không chơi gì. Không chơi gì luôn. Ví dụ như là đi làm tăng gia cùng anh em ở trong đội hoặc là việc gì đó. Việc gì quét, đó là việc gì? Quét rác hoặc là... Thế mạnh đó. À không, đấy là điểm yếu. Điểm yếu. Nhưng mà bây giờ bên đây bạn gái là 26 tuổi, bạn trai là 24 tuổi. Là coi như cô gái lớn hơn chàng trai bên đó 2 tuổi. Chà, nhất gái lớn 2, gì trai lớn 1 nha. Thế là hợp quá luôn đó. Em có ngại gì không? Trong tình yêu em không phân biệt tuổi tác. Bởi vì những người trước em thích là toàn là hơn tuổi. Em gái có ngại gì không em? Thật ra thì em cũng hơi thích, muốn người có thể bằng tuổi em thì em thích hơn.
Nhiều khi anh này anh trẻ tuổi hơn nhưng mà anh già hơn em sao? Ai nói già, đừng có dùng từ già. Người ta trẻ nhưng mà chín chắn hơn. Ờ, chín chắn hơn. À, lập trường vững hơn. Rồi. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình thì em không quan trọng ngoại hình cho lắm. Ừ. Cao thấp đều được, không đeo kính bởi vì em không thích người kính cận. Ủa sao vậy? Hung nó cơ. Nó như kiểu là em không cần hai bốn mắt nhìn nhau mà lại có một cái gì nó chắn ở giữa. Thì lúc nhìn nhau ta tháo kính ra. Rồi còn không thích gì nữa? Yêu nó quan điểm tình yêu thì cách chân thành, trung thủy, quan điểm rõ ràng, muốn chia sẻ với tất cả với nhau những cái chuyện nhỏ nhất. Bên kia có đáp ứng nhu cầu được bên đây được bao nhiêu phần trăm đơn không? Đơn giản quá. Đơn giản quá anh. Đơn em nghĩ là em đáp ứng được. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Không đứng núi này trông núi nọ ấy ạ. Vậy thì thôi hả? Lẽ đứng núi này trông núi này. Tao đứng núi bên này tao phải nhìn núi bên kia có gì không chứ. Chứ khi nào lên núi mà nhìn tại núi này không? Phải quan sát hết xung quanh mình có cái gì. Quan trọng là mình quan sát xong mình có tới đó hay không thôi. Mình quan sát xong mình có thấy mình đứng cái núi này ngon à. À, mình phải nhìn xung quanh để biết núi mình là số 1 chứ. Rồi vậy thì em gái mình có cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào không? Dạ em thích một chàng trai là người, cao ráo ạ. Cao ráo, cao nhiêu? Khoảng tầm 1m7 là. Anh bên kia cao nhiêu? Em 1m7 ạ. Rồi đúng chuẩn. Em cũng thích chàng trai mà trắng một chút. Chà anh này anh đi quân đội sao anh trắng được ta? Trắng à? Dạ trắng à? À anh ngồi trong phòng anh sửa chữa thôi phải không? Anh sửa vũ khí ở trong phòng không mà. Thế là ý em là trắng là trắng đi có rám nắng đen thì không sao cả. Mặt mày có rám nắng chút cũng được nhưng mà ở trong là nó trắng là được rồi. Ở trong em có trắng không? Có khúc trắng khúc đen. Cô gái tìm người yêu cũng lạ nha. Dạ vậy em thích là nếu như người đó có ý tưởng kinh doanh một chút nữa thì kinh em doanh. Thích nghĩa là tính cách cởi mở hướng ngoại ạ. Anh này trong quân đội có làm thêm đó là tăng gia sản xuất trồng rau chăn nuôi được không? Dạ được, em thích con mẫu con trai nó độc lập một chút, không lên có kiểu hơi lụy tình á, cái kiểu đó em rất là sợ. À kiểu như mà bạn gái giận rồi khóc lóc năn nỉ ỉ ôi đồ phải không? Có không em? Em không lụy tình nhưng mà thỉnh thoảng em mít ướt. Đó thấy chưa, thấy chưa. Trông em này thôi nhưng mà mỏng manh dễ vỡ. Ôi. Em thích người mạnh mẽ. Ôi đội mà mong manh dữ lắm luôn hả? Thích người không, mạnh mẽ là với người mà mình yêu thôi. Còn với người ngoài thì rất có là khó. Có bao giờ em ngồi em khóc một mình chưa? Chảy một hai giọt nước mắt thì cũng có. Có đấy là lúc giận người yêu thôi. Rồi. Thôi bây giờ điều gì em gái không thích ở người bạn trai nè? Em không thích chàng trai hút thuốc. Chắc có quá, có hút thuốc mà em trai? Dạ em có ạ. Đó thấy chưa, tôi chưa chung qua mà tôi biết có luôn á. Em cũng không thích con trai hơi khó không tính gia trưởng nữa. Anh này anh mít ướt, anh nghe lời bạn gái nghe lời vợ lắm, anh không có gia trưởng gì đâu. Em nạt cái anh khóc à. Em thấy người vợ. Có chủ kiến nữa em cũng không có chủ kiến chứ. Mình sửa chữa đồ đạc mình phải nghiên cứu, mình quyết định sửa đâu là sửa đó chứ đâu phải nói bậy sửa bậy là đâu có được. Em chị ạ, hút thuốc bỏ được không cưng? Em thì rất là yêu và chiều người yêu, nhẹ nhàng thì em sẽ bỏ. À là có tiềm năng vẫn bỏ được. Mà hiện giờ hút nhiều không? Ngày hút mấy gói? Dạ, đấu làm gì? Dạ, đấu làm gì? Chứ nhiều? Vài điếu. À vài điếu. Chắc là đến lúc có con thì chắc là cũng không hút nữa. À, mới 24 tuổi à, định bao lâu thì mới lập gia đình? Em định trong năm nay ạ. Nhưng bây giờ cái chuyện hẹn hò giữa hai bạn thường thấy cũng hơi căng. Thực ra thì là nếu mà đến được với nhau ấy, xa cách thì nó không quan trọng. Quan trọng là hai người có nhớ được về nhau hay không thôi. Ừ. Nhưng mà bây giờ lấy cô về rồi cô ở đâu? Theo định hướng của em thì là em sẽ về nhà và lập nghiệp ở nhà. Nhà em ở thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Quảng Bình. Cao Phong là cam, Cao Phong cực ngon luôn. Này nè đúng không? Nhà em trồng hả? Ừ. Vâng, nhà em trồng. Nhà em có bán cam không? Có. Vườn cam được bao nhiêu? Ba vườn là mỗi vườn khoảng tầm 1 ha ạ. 1 ha? 3 ha là cũng cam lắm ngon hả nghe, ngọt hả nghe. Không à, nãy giờ em vẫn còn rối chưa có hiểu là cái vụ là làm dâu bây giờ ở về là ở ba chung với ba mẹ em đúng không? Trong một thời gian rất là ngắn. Rất ngắn em về. Mà về Gia Lai là vẫn làm trong quân đội chứ? Vâng ạ. À mà đơn vị công tác chuyển về Hòa Bình đúng không? Vâng. Tôi làm mai tôi phải hiểu tôi mới phân tích được, em hiểu rồi đúng không? Dạ, yeah, hiểu. Đẹp trai dễ thương. Em qua coi đàn gái sao mà mối mà hỏi dữ vậy? Ồ, sao em gái dễ thương. Anh bên đây thì trẻ trung lắm. Nhưng mà rất là chín chắn, bất kỳ người nào vào môi trường quân đội ra cũng đều chín chắn hết. Cái vụ hút thuốc nho nhỏ thôi ha. Ồ, cam Cao Phong ngon lắm em, thương hiệu nổi tiếng đó. Suy nghĩ hiện tại của em là em chỉ thích sẽ lâu nghiệp ở Sài Gòn thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng
Nếu tình yêu đủ lớn, đủ thăng hoa thì chúng ta có thể đi khắp thế giới nếu như mà ở đó có người chúng ta yêu. Quan trọng là có đủ lớn hay không? Đúng rồi, đủ lớn hay không? Bây giờ chưa gặp mặt thì mình nói vậy thôi. Nhiều cặp lên đây cũng vậy đó. Không, em không về đâu, thôi em không về đâu, gặp mặt cái về. Ha, suy nghĩ cho kỹ, chúc gặp ảnh nha. Dạ. Hôm nay em đi với ai chị, sẽ hỏi thêm ý kiến người thân của em. Dạ, nay em đi cùng với chị gái và các chị trong cùng cơ quan ạ. Chị ruột hả? Dạ vâng ạ. Chào anh Quỳnh Linh ạ, chào chị Cát Tường và chào các bạn khán giả trần trùng quay ạ. Thì mình rất là ngạc nhiên khi mà Hạnh nói với mình là sẽ tham gia ghi hình chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bởi vì đối với mình, Hạnh là người sống tự lập, có vẻ sống kiểu nội tâm á, trầm tính chứ không thích thể hiện nhiều. Còn về bạn trai bên này ạ, thì thực sự ấn tượng đầu tiên của chị với bạn là về chiều cao thì đủ tiêu chuẩn của em đấy. Đẹp trai, hiền lành, thật thà và có vẻ là cũng chín chắn. Chị cũng mong hai bạn hãy cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em. Em Huy đi với ai? À, hôm nay em đi với đội trưởng của em. Bên gia đình là có bố của em ạ. À, bố từ Hòa Bình vào luôn hả? Vâng. Dạ, con chào bác. Xin chào tất cả khán giả và chào cả nhà. Tôi là bố của cháu Huy đây. Cũng gần 2.000 cây số vào trong này cũng dự cái chương trình này. Thì bây giờ gia đình là cũng nói tóm lại là thèm lắm, cũng để muốn cho cháu xây dựng gia đình. Nhưng mà bác trai thấy bác con dâu tương lai mình thế nào? Rất tuyệt vời, không có gì để nói nữa đâu. Dạ, cảm ơn ạ. Theo bác trai cái khoảng cách đó về địa lý á, nó có ngăn cách được cái tình yêu cũng như cái sự cố gắng nỗ lực của bên phía đàn trai không? Các cháu ở đâu công tác ở đâu lập nghiệp ở đấy cũng được, không làm sao. Giờ trong Nam ngoài Bắc thì thấy nó gần, thông thương, nó cũng dễ, chả vấn đề gì hết. Cảm ơn bác nhiều ha. Dạ, cảm ơn bác. À, bây giờ để gặp sếp đi ha. Xin kính chào hai MC. Xin kính chào toàn thể quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Xin chào em gái. Dạ, chào. Về nhận xét về em gái là ok rồi đấy. Anh ngồi dưới đây là ok rồi. Còn là hai thầy trò mình đi từ Tây Nguyên xuống đây, bố từ Tây Bắc xuống đây là thống nhất nhau tiêu chuẩn rồi, về bạn gái là không gì phải bàn cãi. Anh mong hai em cho nhau một cơ hội để chúng ta tìm hiểu. Mà em hơn Huy 2 tuổi thì em yên tâm là đối với Huy là rất tâm lý. Ở đơn vị là Huy là một người rất trách nhiệm trong công việc, là biết chia sẻ, biết quan tâm người khác. Thì Huy 24 tuổi thôi nhưng mà già trước tuổi rồi. Dạ, em cảm ơn ạ. Chị nghe khi em đăng ký thì em cũng có ý định là mình về quê lập nghiệp mà. Em là ở Hưng Yên đúng không? Dạ đúng ạ. Thì bây giờ mình về gần quê nhà mình cũng được, có sao đâu. Quan trọng là hai bạn tâm gặp sự mặt thế nào nha. Đó rồi mình nói cố tiếp gắng, ha. Mình nhìn coi mình có cảm hứng là tự nhiên mình mới thay đổi được suy nghĩ. Kéo màn. Đó, cam quê nhà của ảnh đó. Có món quà rồi, muốn gặp em. Cảm ơn. Em thì đưa ra không quá nhiều. Bạn ăn một trái táo. Có trái táo đây là ý nghĩa gì em? Táo có chuyện bẫy chú lùng với Bạch Tuyết á. Dạ, thực ra thì quả táo có nhớ về cùng một cái định luật ngày xưa học mà vật lý á, là định luật Newton nó tìm ra về vạn vật hấp dẫn. Nó màu đỏ và em cảm thấy nó khá là đẹp. Với táo cũng bổ dưỡng với ngon mà. Hy vọng khi mà anh bạn ăn cái miếng trà táo đó có thể nghĩ đến em. Thực đơn giản em cũng thích ăn thôi. Cảm ơn em. Bởi vì tính anh cũng rất là thích ăn táo, mặc dù nhà anh trồng cam. Vậy thì mình có thể trồng thêm một cây táo nữa. Nhà anh cũng trồng táo nhưng mà không trồng táo to, mà anh lại chỉ thích ăn táo lẩy thôi. Em muốn hỏi một chút về anh thích mẫu người con gái như thế nào? Kiểu thích con gái dịu dàng nữ tính hay là thích mẫu con gái độc lập một chút? Với anh thì anh cũng rất là dễ tính thôi. Con gái thì nếu mà yêu và làm vợ anh ấy, thì phải ghê một tí. Nếu như giả sử trong tình huống người yêu của anh gặp khó khăn thì anh sẽ làm gì? Ví dụ nếu anh ở gần thì anh sẽ giúp đỡ. Đấy là ở gần, còn nếu mà anh bận việc của đơn vị có thể là anh sẽ nhờ bạn anh. Không nhờ bạn được đâu. Bận việc. Nhờ bạn nguy hiểm lắm. Nhờ bạn nguy hiểm lắm ạ. Trước khi cô ấy tiến hành bấm nút thì em có thể hát tặng một bài nào đó thật tình cảm. Thực ra thì em hát rất là dở. Chính là cái dở mới dễ ấn tượng đó. Càng dở càng ấn tượng. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi chọn đời cuối con được. Sẽ đi chọn đời cuối con được. Ủa đang hát hả? Em cảm giác là anh hơi bối rối quá. Trước một người đẹp bao giờ những chàng trai cũng bối rối. Ngay cả người đã được huấn luyện qua những cái gọi là khó khăn nhất mà nó còn rung đừng nói chi ai. Chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chúng ta quyết định theo nhịp đập của trái tim.
đừng vì bất kỳ điều gì cả. Khi chúng ta bấm nút là chúng ta trao duyên. Nào suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Thật là bất ngờ. Tuyệt vời. Chị lo quá. Chị nói thêm cho em vì chị cứ sợ cô này cô không chịu bấm. Em cảm giác em như thế nào? Em rất là vui và em sẽ cố gắng tán nước cùi. Tán ở trong miền Nam nó tán tức là em có thể cho biết một chút xíu cảm nghĩ của em bây giờ, lý do tại sao em quyết định bấm nút mặc dù em còn rất nhiều hoang mang? Em rất hoang mang. Đúng rồi. Nếu như bình thường chắc chắn là em sẽ không bao giờ đồng ý. Thì lý do tại sao? Tại vì khoảng cách của hai người quá, phải nói là quá lớn. Trước đây trong vấn đề tình cảm em chưa bao giờ dám gọi là bước vượt ra khỏi một cái gì đó của bản thân mình, có một cái hàng rào. Chứ là lần này em muốn thử một lần. Và bây giờ thì kết quả đã bấm nút nhau rồi. Hai bạn nắm tay nhau đi đã nào. Bắt đầu từ bây giờ, thời điểm này, các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Và tôi tin rằng một ngày không xa, các bạn sẽ trở thành cặp đôi hoàn hảo của bác các bạn. Bác trai có một ý kiến cho hai cháu lúc này thấy hình ảnh này đẹp đôi không ạ? Cảm xúc của bác bây giờ như thế nào? Bản thân người bố như những lúc như thế này thì phải nói là tim đập nhanh và hồi hộp và rất sung sướng. Yeah. Rất tuyệt vời. Hai con gần được nhau thì tuyệt vời nữa. Yeah. Trên cả tuyệt vời. Đây là chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Kết thúc chương trình, hai bạn có thể đến đây xem phim để có một không gian lãng mạn. Một nụ hôn đi nào. Nói vài câu xin chị cái đi, có chị ngồi kìa. Em rất là... em sẽ cố gắng là một người bạn trai tốt. Xinh xinh. Em xin phép chị cho em thơm bạn ấy một cái ạ. Chưa có trúng má, không ai thấy chưa á.